Thomas Aquino. Câu chuyện con bò công. Tác giả Marie Fabian Windet. Chuyển ngữ Học viện Đa Minh. Giọng đọc Vũ Lê. Thực hiện Trung tâm Mục vụ Đa Minh. Chương 6. Tôi về trời. Khi xem xét về việc đổi mới phụng vụ trong giáo hội, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư đã yêu cầu tôi viết thánh thi về bí tích thánh thể. Đó chính là lễ mình máu Chúa Kitô, nên những lời kinh và thánh thi cũng cần phải rất đặc biệt. Chúng sẽ được sử dụng trong thánh lễ và kinh thần vụ. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu cha Bonaventura làm điều tương tự. Ngài muốn lựa chọn xem ai trong chúng tôi làm tốt hơn. Cha Bonaventura vừa là một học giả uyên bác, vừa là một vị thánh thực sự. Có lẽ tôi là người biết rõ hơn nhiều người khác rằng cha yêu mến Chúa nhiều biết nhường nào. Ắt hẳn là những lời kinh của cha ấy sẽ rất đẹp và đầy tâm tình. Tuy nhiên, vì đã được giao phó nên tôi cũng bắt đầu công việc. Một ngày nọ, người bạn Francisco ấy đến thăm tôi. Khi cùng ở trong phòng, cha tình cờ nhìn thấy bài viết dang dở của tôi về thánh thể. Đây thật là điều đáng tiếc nhất. Bởi vì ngay lúc đó, cha nói rằng bài viết của mình thật không đáng trình lên Đức Thánh Cha. Cha thốt lên: "Cha viết mới tuyệt làm sao, quả là thánh thần đã linh hứng." Tôi mau mắn đáp lại: "Ngài cũng đã linh hứng cho cha như vậy. Bao giờ tôi mới được xem tác phẩm của cha đây?" Cha Bonaventura lắc đầu: "Tôi sẽ không bao giờ cho ai xem nó cả. Tôi sẽ đốt tất cả những bản thảo vô giá trị ấy đi." Tôi rất hoảng hốt trước những lời nói đó. "Nhưng cha không thể làm thế được. Cha đã mất rất nhiều thời gian vì nó kia mà." Đến đây, đôi mắt cha ngấn lệ. "Bài viết của cha sẽ được lưu vào sử sách cho Thomas. Không ai có thể làm tốt hơn được nữa." Tôi nài nỉ: "Xin cho tôi xem những gì cha đã viết. Chúng ta không phải là bạn vong niên sao? Chẳng lẽ cha không thể cho tôi một ân huệ nhỏ nhoi này thôi sao?" Cha Bonaventura, người có tâm hồn tốt lành và khiêm nhường, đã không nghe những điều tôi nói. Đêm hôm đó, cha trở về tu viện và đốt đi tất cả những kinh nguyện mà cha đã viết để tôn vinh thánh thể. Kết quả là, khi đến ngày chọn lựa, Đức Giáo Hoàng phải hài lòng với bài viết của tôi. Đó là điều không được mong đợi nhất, vì cha Bonaventura được cả nước biết đến là một người tài năng. Vào ngày 2 tháng 2 năm 1257, chỉ vài tháng trước khi nhận được bằng tiến sĩ thần học, cha đã được chọn làm bề trên tổng quyền của dòng Francisco. Nếu không vì lòng khiêm nhường, lẽ ra người bạn của tôi đã viết nên những kinh nguyện thật sự tuyệt vời. 5 tháng trôi qua, tôi tiếp tục công việc viết bài, dạy học và đi rao giảng. Thành quả lớn nhất trong vai trò tác giả của tôi là cuốn Tổng luận thần học Summa Theologica, một bộ sách gồm có rất nhiều quyển về những vấn đề liên quan đến giáo lý Công giáo. Tôi đã viết phần đầu tiên trong 2 năm tại Roma. Còn phần thứ hai, tôi viết trong 5 năm ở Bologna. Phần còn lại, tôi chưa bao giờ thật sự hoàn thành, được viết ở Napoli. Chúa đã rất tốt lành với tôi trong suốt nhiều năm, với những công việc hầu như không ngưng nghỉ. Một lần kia, khi tôi đang quỳ gối trước tường chịu nạn và cảm tạ người đã giúp tôi viết về bí tích thánh thể, tôi đã nghe tiếng người nói rất rõ ràng: "Con đã viết rất tốt về bí tích mình thánh ta." Một dịp khác, khi tôi đang ở Salerno và viết về cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, tượng chịu nạn lại nói với tôi rằng: "Con đã viết rất hay về ta, Thomas à. Vậy con muốn phần thưởng gì
tôi có thể nói gì đây? Tôi đã gần như chết lặng đi với một phép lạ khác. Tôi rơi lệ nhìn lên tường chịu nạn. Tôi thổn thức nói, con chỉ muốn ngài thôi, lạy Chúa. Ngoài ra, không cần gì khác cả. Chẳng bao lâu sau, tôi được gọi đến Bologna để dạy một vài lớp học tại đây. Các anh em đa minh chào đón tôi nồng nhiệt và làm cho tôi cảm thấy thoải mái như đang ở nhà mình. Một buổi sáng nọ, khi tôi đang đi dạo trong vườn, một thầy trợ sĩ trẻ hối hả chạy về phía tôi và nhờ tôi đi chợ cùng với anh. Anh hỏi, cha bề trên bảo người đầu tiên tôi gặp sẽ là người đồng hành cùng tôi. Anh có vui lòng đi cùng chứ? Thật dễ dàng thấy rằng người anh em tốt lành này đã không biết tôi là ai và tôi đang phải chuẩn bị mấy bài diễn thuyết. Tôi đáp, dĩ nhiên là đồng ý. Anh muốn tôi làm gì nào? Bởi tôi cũng là người phải vâng phục bề trên. Thầy nói, anh có thể giúp mang rau quả về nhà. Tôi sẽ đi lấy một ít trong chợ. Chúng tôi bắt đầu đi thật hăng hái. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã cảm thấy mệt mỏi. Người đồng hành với tôi là một thanh niên trẻ hơn nhiều và có thói quen bước đi nhanh. Nhiều năm, tôi quen với việc vùi đầu vào đọc sách và giảng dạy. Kết quả là giờ đây tôi phải rã rời bước qua những con đường của Bologna. Và tôi cũng chẳng quen việc khuân vác hàng hóa. Chúng làm tôi mệt đến bở hơi tai. Thầy trợ sĩ liên tục hỏi, có chuyện gì sao? Anh chậm chạp quá. Anh không biết là chúng ta phải trở về trước giờ cơm tối sao? Xin lỗi người anh em, tôi đoán là tôi không quen đi bộ. Nó là bài tập thể dục tốt nhất thầy ạ. À, thầy rất cần đến nó nếu muốn có sức khỏe tốt. Và rồi anh lại tiếp tục đi. Bộ áo dòng làm cho anh chẳng khác nào bùm gặp gió. Trong khi tôi phải đánh vật với mớ hàng hóa và cố gắng không nghĩ tới đôi chân đang đau đớn. Sau cùng, khi chúng tôi đến gần cuối chợ, tôi gặp vài tu sĩ và sinh viên mà quen biết. Dĩ nhiên, họ vô cùng kinh ngạc thấy tôi đang khập khiễng với cả đống hàng hóa trên tay. Họ kêu lên, ôi cha Thomas, cha đang làm gì ở đây vậy? Tôi giải thích rằng tôi đang giúp người anh em này đi chợ. Ít ra là tôi đang cố gắng giúp cho thầy ấy. Ngay lập tức, họ liền chất vấn người anh em trẻ, trách mắng anh đã quá vô ý tứ khi đề nghị một linh mục quá bận rộn đi chợ với mình. Họ hỏi, anh không biết rằng đây là cha Thomas Aquino, giáo sư từ Paris đến ư? Thầy trợ sĩ tội nghiệp đứng chết lặng. Dĩ nhiên là thầy đã được nghe về việc tôi đến Bologna, nhưng thầy không thể nào ngờ được rằng tôi lại là người tu sĩ lạ mặt thầy nhìn thấy đang đi dạo trong khuôn viên tu viện. Thầy kêu lên, ôi trời ơi! Và nhớ đến việc thầy đã gắt gỏng như thế nào khi tôi không theo kịp thầy. Cha bề trên sẽ nói gì đây? Và những anh em khác sẽ nói thế nào? Ôi, cha Tôn Ma, xin tha thứ cho con. Và thầy quỳ gối dưới chân tôi. Mặt thầy trở nên đỏ như gấc và đôi mắt đẫm lệ. Tội nghiệp người anh em. Tôi nói với thầy là chuyện cũng chẳng có gì to tát và không phải lo lắng gì nữa. Chẳng có gì là sai khi phải mang vác rau quả rảo qua những con đường cả. Một tiến sĩ đại học Paris là không thể làm gì khác hơn ngoài việc viết lách và dạy học thì thật là quá tệ. Vả lại, cha bề trên cũng đã bảo thầy tìm người đồng hành là một anh em đầu tiên mà thầy gặp được. Tôi chính là người đầu tiên đó. Do đó, cả hai chúng ta đều đáng được Chúa chúc lành vì đã vâng theo ý của bề trên. Ngày 6 tháng 12 năm 1273, khi đang dâng lễ tại tu viện Đa Minh ở Napoli, Thiên Chúa đã ban cho tôi một thị kiến. Trong khoảnh khắc, tôi được thoáng nhìn thấy thiên đàng và niềm hạnh phúc vô biên của các bậc thánh nhân. Kể từ lúc đó, tôi thấy thật khó để có thể tập trung vào bất kỳ công việc nào. Những bài giảng, những quyển sách tôi viết,
tất cả chỉ như là sơm rác. Không có niềm hạnh phúc nào trên thế gian này, cho dù có to lớn cỡ nào chăng nữa, có thể sánh với hạnh phúc Chúa dành sẵn cho bạn hữu của người. Một ngày kia, cha giải tội của tôi là Reginaldo hỏi tôi: "Cha vẫn chưa hoàn thành bộ tổng luận thần học. Không phải là đã đến lúc cha nên cố gắng viết cho xong tác phẩm đó sao?" Tôi lắc đầu và bình thản nói: "Mọi việc của con đã hoàn tất. Con sẽ không viết hay giảng thuyết gì nữa. Vài tháng nữa, con sẽ chết." Cha Reginaldo vô cùng đau đớn khi nghe những lời như thế này. Cha suy nghĩ một lúc, rồi sau đó quyết định cho tôi nghỉ ngơi. Một việc phù hợp lúc này là đến thăm cô em gái Theodora của tôi, giờ đã là nữ bá tước San Severino. Chính cha sẽ cùng tôi đến đó. Tôi đã cố bào chữa một chút, nhưng sau đó chỉ biết im lặng. Tôi có thể giải thích thế nào đây? Rằng cái thị kiến thoáng qua về thiên đàng đó đã làm tiêu tan mọi ước vọng sống trên đời này. Rằng niềm khao khát lớn nhất của tôi giờ đây là được đi về nhà Chúa. Cha Reginaldo và tôi bắt đầu khởi hành đến lâu đài của Theodora vào dịp Giáng sinh. Trên đường đi, tôi đã kể cho cha nghe về những bí mật trước giờ tôi chưa hề tiết lộ với ai. Tôi nói với cha về sợi dây thừng thắt lưng, sợi dây mà hai thiên thần đã cho tôi hơn 30 năm trước. Tôi nói với cha về chuyện người em gái là Marietta, nữ đang viện trưởng dòng Biển Đức và đã mất cách đây vài năm. Em ấy đã hiện ra với tôi và nói rằng em đang ở trên thiên đàng. Hai người anh trai của tôi là Landolfo và Reynaldo cũng ở đó. Phép lạ thứ hai này cho tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ gặp họ. Chăm chú nghe những gì tôi nói, nhưng lòng cha Reginaldo rất buồn. Cha không muốn tôi chết. Tôi chỉ mới 48 tuổi và bộ tổng luận thần học vẫn còn đang dang dở. Cha nhỏ nhẹ: "Có lẽ chúng ta nên viết vài dòng cho những người anh em Fasico." Tôi mỉm cười. Cha Reginaldo đang nghĩ đến người bạn tốt của tôi, cha Bonaventura đây mà. Vài tháng trước đây, cha ấy đã được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 10 tấn phong hồng y. Chắc là ngài muốn gặp tôi trước khi tôi chết. Tôi nói: "Hồng y là một người rất bận rộn. Chúng ta không nên làm phiền ngài chỉ vì những chuyện vặt vãnh này." Khi chúng tôi đến lâu đài của Theodora, cô em gái của tôi không thể giấu được nỗi lo âu. "Trông anh rất mệt mỏi, anh Thomas. Ôi anh trai, sao anh lại làm việc vất vả như thế?" Tôi mỉm cười. Em gái tôi đã trở nên một mệnh phụ lịch lãm. Thật dễ dàng nhận ra cô ấy là một bá tước phu nhân hạnh phúc. Tôi trả lời: "Anh thấy mệt mỏi đôi chút." Sau đó, cảm thấy đã đến lúc cần thiết, tôi nói với Theodora rằng tôi sắp chết. "Ôi anh Thomas, xin anh đừng nói như thế." "Anh không đùa đâu. Sao em lại đau buồn đến thế?" "Nhưng anh vẫn chưa già kia mà." "Đúng là anh chưa quá lớn tuổi. Nhưng anh nghĩ rằng mình đã hoàn thành công việc Chúa đã giao phó." Những ngày sau đó, em tôi tiếp tục sửng sốt khi thấy tôi có thể thật bình thản đối diện với cái chết. Em ấy bảo tôi: "Hồi xưa, anh từng rất sợ chết. Anh chạy trốn bất cứ khi nào có sấm sét. Em vẫn còn nhớ như in đấy." Tôi cũng nhớ như thế. Chỉ mới vài tuần trước đây thôi, nỗi sợ hãi của tuổi thơ lại trở về trong tôi. Có lần, tia chớp đánh vào lâu đài Rocca Secca, giết chết đứa em gái đang còn bé và làm cho tôi run rẩy thảm hại. Ký ức đó vẫn chưa hề phai mờ trong tâm trí tôi. Nhưng giờ đây, tôi không còn sợ sấm sét nữa. Tôi vui lòng đón nhận bất
cứ thứ gì có thể gây ra cái chết, bất cứ điều gì có thể đưa tôi tới thiên đàng, nơi tôi đã được diễm phúc chiêm ngắm một thoáng. Tôi từ tốn nói với Theodora, chúng ta nên nhận thức đầy đủ về cái chết. Chỉ sau khi chết thì hạnh phúc thực sự mới bắt đầu. Có bao giờ em suy nghĩ nhiều về thân xác chúng ta chưa? Chúng chỉ cho phép chúng ta ở duy nhất một nơi, tại cùng một thời điểm. Thể xác có thể nóng hoặc lạnh, đói khát và mệt mỏi. Nhưng ở trên thiên đàng, mọi thứ sẽ rất khác. Theodora ơi, anh háo hức muốn được chiêm ngưỡng chốn thần tiên đó biết bao nhiêu. Theodora đang dần dần hiểu rõ hơn về thiên đàng và sự thánh thiện. Một hôm, em ấy hỏi tôi làm sao để trở thành một vị thánh. Tôi đáp thật ngắn gọn, rồi em sẽ hiểu thôi. Vì tôi biết rằng, trên con đường nên thánh, không bao giờ thiếu ân sủng của Chúa cả. Vấn đề ở đây là chúng ta không quyết tâm, không dứt khoát nên thánh. Nếu ta muốn, thì với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nên thánh. Tháng Giêng năm 1274, Đức Thánh Cha viết thư nói Ngài muốn tôi đi Pháp để dự một cuộc họp quan trọng dành cho các linh mục và giám mục được tổ chức ở thành phố Lyon. Vì thế, tôi phải ngừng suy tư về cái chết trong một thời gian. Thiên Chúa chỉ cất chúng ta khỏi thế giới này khi nào ta hoàn thành mọi việc Người muốn chúng ta làm. Có vẻ như tôi vẫn chưa làm xong công việc của mình. Lên đường đi Lyon không được bao xa thì tôi trở bệnh. Cha Reginaldo luôn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, nghĩ rằng chúng tôi nên ngưng chuyến hành trình để đi thăm cô cháu gái France của tôi, nữ bá tước vùng Cesano. Chúng tôi đã làm như thế, nhưng sau 5 ngày, linh cảm cho tôi biết rằng chết trên đường đến Lyon, trên đường đến cuộc họp quan trọng, trong sự vâng phục ý muốn của Đức Giáo Hoàng, thì tốt hơn là khi đang ở nơi tiện nghi, thoải mái. Tôi nài nỉ cha Reginaldo, chúng ta khởi hành thôi, con vẫn còn khỏe hơn cha nghĩ rất nhiều. Cha Reginaldo rất yêu mến tôi. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sức khỏe tôi được cải thiện cũng đều mang đến trong tâm tư của cha niềm hy vọng mới. Tuy vậy, cha không muốn tôi rời khỏi nhà người cháu. Cha không đủ sức để đi đến Lyon đâu cha Thomas à. Đức Thánh Cha cũng sẽ nói như vậy thôi nếu Ngài gặp cha. Tôi khẩn khoản xin cha Reginaldo. Thậm chí, tôi đã nhờ tới viện phụ đang viện Sito ở Fossa Nuova để tác động đến cha ấy. Ngài và các đan sĩ sống cách đó vài cây số, và Ngài cũng đang là khách tại nhà cháu gái tôi vào ngày mà tôi quyết định khởi hành đi Lyon. Những lý lẽ của tôi cuối cùng đã thành công. Viện phụ thu xếp một con la chở hành lý để tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình và ít vất vả hơn. Nhưng hỡi ôi, đi chưa được bao xa thì tôi trở bệnh nặng. Chúng tôi còn cách đan viện đến hơn 10 cây số nữa. Thật là khó nếu các anh em không thể mang tôi đến đan viện kịp trước khi tôi chết. Tôi dâng lời cầu nguyện ngắn, xin Chúa cho tôi không chết trên đường. Nhiều năm trước, tôi đã tập để yêu mến những con cái của Thánh Biện Đức. Dù chẳng bao giờ tôi thấy mình có ân gọi làm viện phụ của họ, nhưng tôi mắc nợ họ một món lớn là ân tình. Họ là những người thầy đầu tiên của tôi. Giờ đây, thánh ý Chúa muốn tôi phó linh hồn tôi ở nơi giống như ngọn đồi Monte Cassino. Hôm đó là ngày 10 tháng 2, trong khi viện phụ cùng các đan sĩ và cha Reginaldo hiệp nhau cầu nguyện theo ý chỉ của tôi, tôi cảm thấy một sự bình an sâu lắng trong tâm hồn. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, tôi biết mình sẽ không phải chết trên đường đi. Thiên Chúa sẽ cho tôi có đủ sức khỏe để đến được đan viện. Ngay khi vừa đến được Fossa Nuova, tôi thiết tha muốn được đưa đến nguyện đường.
Tại đây, tôi tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân và xin người chúc lành cho những sinh viên, bạn hữu và thân nhân của tôi. Sau đó, viện phụ đưa tôi đến phòng của ngài. Ở đây, tôi không thiếu bất cứ một tiện nghi nào để khiến tôi cảm thấy thoải mái. Lò sưởi luôn được đốt sẵn để tôi không bị cảm lạnh. Thuốc thang được mang đến để xoa dịu cơn đau. Toàn thể cộng đoàn đều nhớ đến tôi trong lời kinh nguyện. Một thời gian sau, dường như tôi đã khỏe hơn. Tuy nhiên, tôi biết rất rõ hơn một điều rằng việc Chúa làm cho tôi đã gần hoàn tất. Một hôm, tôi nói với cha Reginaldo: "Đây là chốn con nghỉ ngơi đến muôn đời. Con sẽ ngủ tại nơi này vì con ưa thích." Người anh em nghẹn ngào khi nhận ra đó là Thánh Vịnh 131. Cha không muốn mất tôi. Tôi nói với cha: "Đừng quá đau buồn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng." Rồi đôi mắt tôi dần dần khép lại. Những lời của bài thánh thi Adorote mà tôi sáng tác nhiều năm trước đây lại vang lên trong ký ức. Tôi bắt đầu chậm rãi ngâm nghe bảy khổ của bài thơ đó. Cuối cùng, tôi thở ra một hơi thật sâu. Những tháng ngày của tôi trên trần gian này đã dừng lại.